Chào mừng quý vị khán giả đang đến với phần 3 của chương trình tin tức tổng hợp, phần tin Á Châu. Và bản tin đầu tiên cho hay, những phát biểu của Lai Ching Te là sự thúc đẩy cho chủ nghĩa ly khai của Đài Loan. Những phát biểu của nhà lãnh đạo khu vực Đài Loan Lai Ching Te vào ngày thứ Năm là một nỗ lực trắng trợn nhằm tách Đài Loan khỏi Trung Quốc. Nhưng những nỗ lực như vậy chắc chắn sẽ thất bại vì phần lớn các quốc gia trên thế giới đều hoàn toàn công nhận nguyên tắc một Trung Quốc. Victor Gao, giáo sư chủ nhiệm của Đại học Tô Châu tại thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc đã cho biết như trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày thứ Năm rằng bài phát biểu của ông Lai cố tình tìm cách cắt đứt mối quan hệ lịch sử giữa hai bên eo biển Đài Loan, một lần nữa phơi bày lập trường ly khai độc lập cho Đài Loan, ngoan cố của ông ta và ý định xấu của ông ta là làm gia tăng căng thẳng giữa hai bờ eo biển vì lợi ích chính trị ích kỷ. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN cùng ngày, ông Gao đã cho biết phản hồi của người phát ngôn được đưa ra rất nghiêm túc và bác bỏ những câu chuyện vô lý mà ông Lai rao giảng. Ông Gao đã trích dẫn những nguyên tắc một Trung Quốc, trong đó quy định chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc, và lưu ý rằng điều này đã được Liên Hợp Quốc và phần lớn các quốc gia trên thế giới tuân thủ. Và các chính trị gia chức sắc và người nổi tiếng đã chia tay Ratatata. Thưa quý vị, Ratatata, cựu chủ tịch tập đoàn Tata, người đã mở rộng các công ty dưới thương hiệu của mình thành một tập đoàn toàn cầu trải dài trên nhiều ngành công nghiệp, đã được tổ chức tang lễ cấp nhà nước vào thứ Năm. Hàng trăm người bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị gia và người nổi tiếng đã tụ tập tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ để bày tỏ lòng thành kính cuối cùng với ông Tata, người đã qua đời ở tuổi 86 vào thứ Tư, tức là ngày 9 tháng 10. Được biết đến với sự nhạy bén trong kinh doanh và bản chất từ thiện, Tata với tư cách là chủ tịch đã lãnh đạo nhiều công ty trong tập đoàn Tata trong hơn 20 năm. Công ty đã ghi nhận doanh thu 165 tỷ Mỹ Kim vào năm 2023 đến năm 2024. Và ông Tata cũng đã nhập viện tại Mumbai từ thứ Hai, nhưng nguyên nhân tử vong của ông đã không được công khai ngay lập tức. Sau khi ông qua đời, nhiều lời tri ân đã đổ về từ khắp nơi trên thế giới, nhấn mạnh đến sự nổi tiếng vượt qua ranh giới và thế hệ. Bắc Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập đảng cầm quyền bằng khiêu vũ và bắn pháo hoa. Người dân Bắc Triều Tiên đã kỷ niệm 79 năm ngày thành lập đảng lao động Bắc Triều Tiên WPK cầm quyền bằng cách nhảy múa và bắn pháo hoa tại một buổi dạ tiệc ngoài trời. Truyền thông nhà nước đã đưa tin vào ngày thứ Sáu như trên. Trong một đoạn video do hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên cung cấp, không thể xác định được, hãng thông tấn Reuters đã chưa thể xác minh độc lập. Người dân Bắc Triều Tiên đã được nhìn thấy đang nhảy múa tại quảng trường Kim Il-sung và xem màn bắn pháo hoa vào ngày kỷ niệm 79 năm vào ngày thứ Năm. Đoạn video cũng cho thấy người dân Bắc Triều Tiên đặt hoa trước tượng của người sáng lập nhà nước Kim Il-sung và cố lãnh đạo Kim Jong-il trên đồi Mansu ở Bình Nhưỡng. Các sự kiện kỷ niệm 79 năm vào ngày thứ Năm vừa qua là những sự kiện tương đối ít quan trọng so với một số năm trước khi Bắc Triều Tiên tổ chức các cuộc diễu hành quân sự lớn để trưng bày vũ khí mới nhất của mình và có sự tham dự của các quan chức cấp cao của Trung Quốc. Và tin tức từ Việt Nam đã cho biết là Bình Phước đã công bố nhiều sai phạm tại các gói thầu có liên quan đến công ty AIC. 7 gói thầu trị giá hơn 110.3 tỷ đồng do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế được viết tắt AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu tại Bình Phước đều có dấu hiệu nâng khống giá trị thiết bị để bán, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Đó là nội dung trong kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa được ban hành. Truyền thông đã loan tin vào ngày 9 tháng 10, cụ thể từ năm 2011 cho đến năm 2018, công ty AIC đã trúng thầu 7 dự án gói thầu trên địa bàn của tỉnh Bình Phước với tổng mức dự toán hơn 110.3 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án gói thầu mua sắm trang thiết bị quan trắc từ năm 2017-2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.
hai gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2011-2017 do Sở Y tế làm chủ đầu tư và ba gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho các trường phổ thông vào năm 2014, năm 2015, năm 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra thì qua kết quả đối chiếu giá nhập cảng do Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Bình Phước cung cấp với giá thanh toán các trang thiết bị của 7 dự án, gói thầu có chênh lệch lớn về giá trị, cho thấy có dấu hiệu nâng khống giá trị thiết bị để bán gây thiệt hại lớn cho ngân sách của nhà nước. Tin cũng không nêu rõ con số thiệt hại chính xác. Doanh nghiệp Trung Quốc giúp Việt Nam biến rác thành điện. Một nhà máy biến rác thành điện do một doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã biến bãi rác lớn nhất thành phố thành một nhà máy điện lớn, tạo ra đủ điện cho nhu cầu tiêu thụ hàng ngày của khoảng 100.000 hộ gia đình. Với khoảng 71.000 tấn rác thải được tạo ra mỗi ngày, quản lý rác thải đã trở thành vấn đề cấp bách ở Việt Nam. Một nhà máy biến rác thành điện do Trung Quốc xây dựng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã đóng vai trò quan trọng trong thách thức này, chuyển đổi 5.000 tấn rác thải thành điện mỗi ngày. Được xây dựng trên địa điểm của một bãi rác lớn nhất Hà Nội, nhà máy đã cải thiện đáng kể môi trường địa phương. Ông Nguyễn Văn Trọng, một công nhân tại nhà máy điện xử lý rác thải Thiên Ý Sóc Sơn cho biết, có đàn ruồi ở khắp mọi nơi, ngay cả trên thức ăn của khách hàng. Thực sự mất vệ sinh, nhưng hiện tại Hà Nội đã trở thành một thành phố xanh, sạch và đẹp. Tôi rất tự hào về điều đó. Là dự án năng lượng sạch lớn nhất tại các nước ASEAN, nhà máy này đang sản xuất 1,5 triệu kW điện mỗi ngày và vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ tin mạng ngắn, Sứ ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin sân khấu và điện ảnh. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm chi tiết.